được biết là cái chương trình Cơ hội đổi đời này ấy, thì cũng có rất nhiều ý nghĩa tốt đối với bà con nghèo và người Việt Nam nói chung. Do đó mình nhận lời cái chương trình này tại Đà Lạt. Thì tôi sẽ dành 50 triệu cho các cháu học sinh trường mầm non Sử Bán để làm sao mà các cháu có được nhiều thịt hơn nữa trong các bữa cơm hàng ngày. Thực sự thì lúc đầu mình cũng không có ý định gì đối với cái chuyện quảng cáo, nhưng mà sau đó thì mình thấy rằng là các đề xuất của các bạn trẻ là quảng cáo trên cái xe như vậy thì mình thấy nó rất ý nghĩa, là nó sẽ mang được cái sự lan tỏa đến cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Thực sự thì di chuyển liên tục các vùng miền hải đảo và đặc biệt là các vùng cao, không khí nó loáng, xong rồi lại đi xuống vùng đồng bằng, xong lại đi lên vùng cao, cứ như vậy liên tục thì nó dẫn đến cái việc mà có thể nói là với cái tuổi 52 của mình thì nó cũng hơi mệt, là do không khí loáng, do khí hậu lạnh, xong lại chuyển qua nóng, do đó thực sự cũng mệt thật. Có những hôm là sáng ra không thể chạy nổi quá 1 km, người nó bài hoài hết rồi. Đấy là những cái khó khăn chính trong cái hành trình thiện nguyện của mình. Kể cả bây giờ là cũng đang khá là mệt mỏi. Thực sự là bây giờ chỉ muốn lên phòng đi ngủ thôi, để ngày mai còn tiếp tục chương trình đối với các chương trình Cơ hội đổi đời sáng mai.